Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, bây giờ là chương trình tin tức của chúng tôi. Sau đây kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Mở đầu là những tin liên quan đến Atlanta. Tiểu bang chiến trường Georgia chuẩn bị cho trận đấu playoff, định đoạt cuộc đua vào Thượng viện. Theo hãng tin Reuters thì quyền kiểm soát Thượng viện một lần nữa có thể do tiểu bang chiến trường Georgia quyết định. Với hơn 99% số phiếu được kiểm đếm vào hôm 9 tháng 11, ứng cử viên Dân Chủ Raphael Warnock đang dẫn trước xích sao so với đối thủ Cộng Hòa là Herschel Walker, người được cựu Tổng thống Donald Trump ủng hộ. Tuy nhiên, ông Warnock vẫn chưa đạt đến ngưỡng 50% số phiếu cần thiết để chiến thắng. Theo đài NBC, ông Warnock và ông Walker lần lượt giành được 49.2% và 48.7% số phiếu. Ông Chase Oliver, ứng cử viên thứ ba, giành được 2% số phiếu. Do đó, đài CNN và hãng tin Reuters dự đoán tiểu bang Georgia sẽ phải tổ chức thêm vòng bầu cử vào ngày 6 tháng 12. Vào hôm 9 tháng 11, Tổng thư ký tiểu bang Georgia là Brad Raffensperger xác nhận sẽ có ngày bỏ phiếu lần thứ hai cho cuộc đua vào Thượng viện tại tiểu bang này, sau khi không ứng cử viên nào giành hơn 50% số phiếu. Ông Raffensperger cũng cho biết văn phòng ông đã bắt đầu chuẩn bị lại các lá phiếu bầu cho vòng 2. Ông nói rằng các cử tri có thể yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11. Và việc bỏ phiếu sớm phải bắt đầu không muộn hơn ngày 28 tháng 11 ở tất cả quận hạt. Với kết quả của các cuộc đua vào Thượng viện ở tiểu bang Pennsylvania, Arizona và Nevada được công bố trước, các cử tri ở Georgia sau đó có thể nắm trong tay quyền quyết định đảng nào sẽ giành thế đa số tại Thượng viện. Chia sẻ với đài CNN, các thành viên hàng đầu của Dân Chủ và Cộng Hòa cho biết họ có kế hoạch đầu tư nguồn lực đáng kể vào tiểu bang Georgia khi cho rằng quyền kiểm soát Thượng viện có thể phụ thuộc vào kết quả của vòng bầu cử thứ hai ở Georgia vào tháng 12. Bản tin tiếp theo, cư dân John Borough ngăn cản việc đột nhập vào xe hơi bị nghi can bắn cảnh báo. Cảnh sát Clayton County đang điều tra một vụ đột nhập vào xe hơi dẫn đến một vụ nổ súng bên trong một khu phố ở John Borough vào sáng sớm thứ Ba, ngày 8 tháng 11. Cư dân trên con đường Winding Way Lane bị đánh thức bởi tiếng súng khi chủ nhà đối mặt với hai người đã cố gắng đột nhập vào xe hơi của họ, và các nghi can đã nổ súng cảnh cáo. Chủ nhà Cassandra Thomas kể lại rằng, con trai tôi hét lên, vô, và điều tiếp theo tôi biết đó là chúng nổ súng về phía hai mẹ con tôi. Thomas cho biết, con trai cô là Michael, may mắn còn sống sau cuộc chạm trán. Cảnh sát Clayton County cho biết, sự việc xảy ra ngay trước 3 giờ sáng, khi con trai cô nghe thấy tiếng ai đó đã lục lọi trong cốp xe của mình và đi ra ngoài xem xét. Cô giải thích, cả hai chúng tôi đều cầm súng và chạy xuống cầu thang, nhưng tất cả diễn ra quá nhanh. Có lẽ đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất từ trước cho đến nay. Video từ camera chuông cửa của nhà Thomas ghi lại khoảnh khắc con trai cô cúi xuống tìm chỗ nấp khi đạn bay về hướng của mình. Cô xúc động nói tiếp, tôi thực sự nghĩ rằng con trai tôi đã bị trúng đạn và đã tử vong. Camera an ninh của hàng xóm bắt được hình ảnh những kẻ tình nghi đang bỏ chạy. Thomas cho biết chỉ một tuần sau vụ nổ súng giết chết Dan Philip, 54 tuổi, một thành viên trong nhà thờ của cô, người bị thiệt mạng khi đối mặt với những tên trộm đã đột nhập vào xe hơi trên đại lộ North Highland. Và sự việc đáng sợ đang xảy ra càng ngày càng gần nhà. Cô nói thêm, chúng không chỉ chạy trốn mà còn trang bị vũ khí để bắn chủ xe nếu bị chủ xe phát hiện, và chúng đã làm điều đó với con trai của tôi. Cô lo lắng khi thấy bạo lực xảy ra quanh các vụ đột nhập xe càng ngày càng gia tăng. Và cô cho biết họ cũng có kế hoạch lắp đặt nhiều camera hơn và ánh sáng tốt hơn chung quanh nhà họ. Bản tin tiếp theo, nhà hát Tara của Atlanta sẽ đóng cửa sau gần 55 năm hoạt động. Một rạp chiếu phim ở Atlanta, nơi được đặt tên theo một trong đồn điền hư cấu mang tính biểu tượng nhất của miền Nam, sẽ sớm đóng cửa. Nhà hát Tara rất nổi tiếng với việc chiếu những bộ phim độc lập, và trong quá khứ, đôi khi thậm chí có những bộ phim gây tranh cãi sẽ chấm dứt mọi hoạt động.
Tin đồn lan truyền kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 rằng nhà hát Tara, tọa lạc gần góc đường Cheshire Bridge và đường La Vista sẽ đóng cửa. Những tin đồn đó trở thành hiện thực trong tuần này khi chủ sở hữu Regal Cinemas xác nhận sẽ đóng cửa rạp. Regal Cinemas đưa ra tuyên bố về việc đóng cửa như sau. Là một phần trong chiến lược tối ưu hóa bất động sản của chúng tôi, Regal Cinemas đưa ra quyết định đóng cửa nhà hát Regal Terra vì chúng tôi tiếp tục định vị công ty của mình để phát triển lâu dài. Chúng tôi đang nỗ lực để hỗ trợ nhân viên của mình thông qua tiến trình chuyển đổi này và chúng tôi cảm ơn họ vì giúp chúng tôi trở thành nơi tốt nhất để xem phim. Tất cả các rạp chiếu bóng Regal khác của chúng tôi ở Atlanta, bao gồm Regal Atlantic Station, Regal Hollywood, North 185 và Regal Perimeter Point vẫn mở cửa và hoạt động như bình thường. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phục vụ khán giả và thành viên của chúng tôi tại những địa điểm này và cung cấp cho họ những trải nghiệm điện ảnh đáng nhớ nhất. Nhà hát mở cửa vào năm 1968 với tên gọi đó là Louis Terra. Một rạp chiếu bóng duy nhất có 1.200 chỗ ngồi được đặt tên theo đồn điền trong bộ phim Cuốn theo chiều gió. Và rạp tách làm hai trong những năm 1970, sau đó trở thành 4 rạp trong thập niên tiếp theo. Regal Cinemas mua lại rạp vào năm 2002 và trải qua cuộc đại tu để gợi nhớ những huyền thoại màn bạc, trở lại thời hoàng kim của điện ảnh và mang phong cách trang trí nghệ thuật. Không có ngày kết thúc chính thức được đưa ra cho nhà hát Tara. Và tin về tưởng niệm ca sĩ Takeoff tại sân vận động State Farm. Những người hâm mộ ca sĩ Takeoff, thành viên của ban nhạc Migos, tập trung tại sân vận động State Farm trong ngày thứ Sáu, 11 tháng 11 để tham dự chương trình được tổ chức để tưởng niệm anh, người bị bắn thiệt mạng tại sân chơi bowling vào ngày 1 tháng 11 vừa qua. Ngoài những người bạn và cũng là họ hàng trong ban nhạc Migos là ca sĩ Quavo và Offset, nhiều ca sĩ nổi tiếng khác cũng sẽ góp mặt trong chương trình này. Sân vận động State Farm tại thành phố Atlanta không chỉ là nơi Takeoff từng trình diễn, mà còn là nơi anh nhiều lần đến với tư cách là người hâm mộ để xem đội Hawks thi đấu. Thông cáo báo chí của Quality Control Music và Motown Records cho biết rằng, Takeoff là một trong số những ca sĩ có ảnh hưởng nhất trong nền âm nhạc hiện đại. Sự sáng tạo của anh đã để lại ảnh hưởng sâu sắc đến âm nhạc và văn hóa ngày nay. Sân vận động mở cửa lúc 11 giờ sáng. Chính quyền địa phương đề nghị dân chúng và du khách nên đến sớm để tránh bế tắc giao thông. Và không được phép chụp hình cũng như là quay phim trong chương trình tưởng niệm. Mọi thiết bị như máy ảnh, máy quay video đều bị khám xét khi vào cửa. Gia đình Takeoff yêu cầu người hâm mộ quyên góp cho The Rocket Foundation, tổ chức hỗ trợ các chương trình cộng đồng, giải quyết bạo lực súng đạn và nạn nhân. Mục sư Jesse Kearney thuộc giáo đường Thiên Chúa New Mercy là người sẽ cử hành nghi thức để tưởng niệm Takeoff. Và cựu quân nhân kỷ niệm đại thọ 100 tuổi trong ngày cựu chiến binh. Ông Paul Sikorsky là cư dân ở Grayson, tiểu bang Georgia, kỷ niệm đại thọ lần thứ 100 trong ngày cựu chiến binh Hoa Kỳ. Từng là trung sĩ thuộc quân đoàn Army Signal trong Thế chiến thứ hai, ông Sikorsky được đào tạo về cách thực hiện bản sao microfilm trước khi được điều động đến châu Âu, thực hiện nhiệm vụ nâng cao tinh thần của các quân nhân khác bằng cách giúp họ nhận thư từ quê nhà trong vài ngày thay vì vài tuần. Nhóm của ông Sikorsky chụp hình những bức thư ở Hoa Kỳ làm thành phiên bản microfilm gửi đến các đơn vị tại Pháp để chuyển thành những lá thư dễ đọc. Đêm đầu tiên của ông ở London, một quả bom 500 pound đã phá hủy một tòa nhà, chỉ cách nơi ông ở nửa khu phố. Ông và nhiều người đến giúp các nạn nhân tận mắt nhìn thấy một phụ nữ toàn thân đẫm máu được đặt trên ban ca. Đây là những hình ảnh bi thương và rất thật của chiến tranh, không phải là những điều được xây dựng trong phim trường. Ngoài những lúc bị bỏ bom thì ông Sikorsky cũng nhớ lại những khoảnh khắc nhẹ nhàng khi ông và đồng đội đóng quân ở Paris
để canh giữ tháp Eiffel. Mỗi đêm đều có một con chuột thật lớn xuất hiện. Họ không muốn sát hại con vật nên đã nuôi nó và đặt tên là Abduf. Ngày cựu chiến binh năm nay là một ngày đặc biệt đối với ông Sikorsky, bởi vì ông vẫn còn minh mẫn khi đón mừng đại thọ 100 tuổi.